Mẹ ơi, tất cả là lỗi tại con. Thôi, không phải là tại ai hết. Cái chuyện này không ai muốn. Con đừng phải dằn vặt nữa, ảnh hưởng tới cháu nội của ba đó. Bây giờ má sướng thiệt, có hai đứa con thay phiên nhau chăm sóc cho má. Má là nhất rồi. Từ bữa đón anh hai con về đây, lúc á thì nghe tiếng của con, lúc thì nghe tiếng anh hai con. Hai đứa con là con trai cưng của má, má vui lắm. Dạ. Con xin má đừng có đuổi con mà ba, con xin má. Anh Hiếu, em dối anh rồi nè, anh Hiếu ơi, anh Hiếu. Anh đừng có đuổi con ta. Bà gì giờ phải thôi, con bông nó đang có bầu đó. Dòng giống của ông thì ông lo mà giữ, còn nó đứa xấu rớ ở đây hoài á, nó đập đầu chết ông với nó vừa lòng. Đi, đi ra khỏi nhà tôi. Cô hai. Đi đi. Kìa, sao vậy con? Cha, có chuyện này con chưa có cho cha hay. Chính con người này đã mướn quân ác ôn, bêu rêu con, vu oan cho con, làm con khổ sở nhục nhã mấy hôm nay đó cha. Con gái tôi nói vậy có đúng không thầy Du? Bộ con chưa coi nơi này là nhà của con sao? Dạ đâu có đâu má. Chỗ nào mà có má, chỗ đó là nhà của con. Con nhiều dạ. Vô nha. Dạ. Chào cô ba. Chào thầy. Tình yêu đôi khi không đủ lấp đi những tổn thương. Làm sao vậy? Mày về tóc dài. Mâu thuẫn gia đình lên đến cực điểm. Cái gì đây? Mày quần ngủ lại mày luôn tóc dâm. Mày bắt cô đồ đi. Chính bà là bà đã bắt cóc con tôi. Cuộc sống nặng nề bế tắc. Nên em tưởng là nước ai má con em cũng chết. Điều tốt đẹp sẽ đến với ai biết trân trọng nó. Anh thương em nhiều lắm. Em thương thầy. Đón xem Dâu bể mùa xưa 19:30 thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần trên HTV7.